Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Và một trong những thứ mà cần phải giải mã ở hàng công, sự thay đổi, sự đột phá của Hoàng Gia Lai chắc chắn phải là những cú sút xa thưa quý vị và các bạn. Những đứa trẻ của nhà vô địch đã không còn dễ bị bắt nạt như những mùa giải trước. Sau 10 vòng đấu, hơn nửa chặng đường của V-League 2021 trôi qua, Hoàng Gia Lai vẫn chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 25 điểm, giành 8 chiến thắng, hòa một trận và chỉ để một lần chiến bại, tạo ra khoảng cách cần thiết lên tới 3 điểm với đội xếp thứ hai là Viettel. Cần biết cả mùa giải V-League 2010 năm ngoái, đội bóng Phú Núi cũng chỉ giành được 23 điểm sau 20 vòng đấu và kết thúc ở vị trí thứ 3 từ dưới lên trong nhóm những đội đua tranh vô địch. Và đó là sự khác biệt rất lớn, đánh dấu bước trở thành vượt bậc của đoàn quân dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Kiel Tisak. Trở lại với mùa giải hôm nay, Hoàng Gia Lai là đội chiến thắng nhiều nhất nhưng cũng để thua ít trận nhất. Không những vậy, đội bóng Phú Núi đang dẫn đầu ở mọi chỉ số phụ quan trọng, từ hiệu số bàn thắng bại là dương 13 và nhận ít bàn thua nhất với vỏn vẹn 6 lần vào lưới nhận bóng. Ngoài ra, trên hành trình lên đỉnh thì Hoàng Gia Lai đã đánh bại một loạt các cường địch như đương kim vô địch Viettel, đương kim Á quân Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng. Thế nên việc thầy trò huấn viên Kiel Tisak dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2021 và thậm chí hướng tới chức vô địch sau 18 năm chờ đợi nếu vẫn tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại là hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, hãy nổ một tràng pháo like thật quyết liệt để cổ vũ cho Hoàng Gia Lai với sự thay da đổi thịt của chính họ. Dấu ấn đáng giá trong thành công của Hoàng Gia Lai là màn trình diễn chói sáng của dàn cầu thủ nội từ lâu đã được công chúng mến mộ. Đó là những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương hay Nguyễn Phong Hồng Duy. Đáng tiếc duy nhất là Tuấn Anh chưa để lại quá nhiều dấu ấn vì những chấn thương vẫn hành hạ anh. Chính những đứa trẻ của Bảo Đức đã làm nức lòng người hâm mộ và tạo nên những cơn sốt ở mùa giải hôm nay. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của huyền thoại Dịch Cô Thái như thể đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng Phú Núi. Kiel Tisak không đơn thuần là một cựu danh thủ mà xứng đáng được xem là biểu tượng, là huyền thoại của Hoàng Gia Lai với những gì đã đóng góp. Thêm vào đó là tầm vóc và ảnh hưởng cực lớn tại Đông Nam Á, Kiel Tisak nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các học trò, nền tảng để ông biến Hoàng Gia Lai trở thành một khối gắn kết thống nhất cao. Ở chiều ngược lại, huyền thoại người Thái Lan truyền cho các học trò sự tự tin, thái độ thi đấu chuyên nghiệp và thậm chí một chút tinh danh, những phẩm chất nổi trội của Kiel Tisak thời còn thi đấu. Trong đó, sự tự tin và tinh quái là hai phẩm chất mà những cậu bé của Bảo Đức trước đây rất thiếu. Về khía cạnh quản trị nhân sự là như vậy. Dưới góc độ chuyên môn đấu pháp, tân huấn luyện viên của Hoàng Gia Lai cũng để lại dấu ấn đậm nét. Dưới thời Kiel Tisak, đội bóng Phú Núi đã chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Hàng phòng ngự 3 người tân thời đã được tạo dựng bởi hai trụ cột vững chãi là hai ngoại binh đầy chất lượng, Kim Đông Su và Memovic. Nhờ vậy, bộ đôi Văn Thanh và Hồng Duy được giải tỏa áp lực phòng ngự, vốn không phải sở trường để chuyên tâm chạy biên nơi tả hữu hành lang. Phải quay ngược lại những mùa giải trước, khi Hoàng Gia Lai còn chơi với hàng phòng ngự 4 người mới thấy hết được Văn Thanh và Hồng Duy đã phải khổ sở như thế nào và sự giải phóng cho họ khi Kiel Tisak chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ đã tạo ra sự khác biệt ra sao. Ở trung tuyến, Lương Xuân Trường được bố trí thi đấu thấp nhất cho vai trò một tiền vệ tổ chức lùi sâu để tận dụng khả năng chuyền dài. Trong khi đó, đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công là bộ đôi Công Phượng Minh Vương, những cầu thủ giàu kỹ thuật, lát léo và sở hữu những pha trò khé sắc lẹm. Cuối cùng, trên hàng công là sự kết hợp của một tây một tà, một to lớn, một nhỏ bé theo kiểu truyền thống, đó là Washington Brandao và Văn Toàn. Tuy nhiên, so với Chevy Watts ở mùa giải trước, Washington Brandao là mẫu nhanh nhẹn và linh hoạt hơn bội phần. Và dĩ nhiên, sự lựa chọn này nằm trong tính toán của Kiel Tisak, bởi lẽ vị trí ra người Thái luôn muốn mài rũa ngón đòn phản công trở thành chiêu sở trường của Phú Núi. Thực tế chứng minh thì Dịch Cơ Thái đang rất thành công khi trong số 19 bàn thắng ngoài Gia Lai ở mùa giải này, hết 1/3, chính xác là 6 bàn đến từ những tình huống phản công. Điều này nghe có vẻ nghịch lý bởi những đứa trẻ của Bồ Đức vốn dĩ được rèn rũa theo công thức của Arsenal, cực kỳ chú trọng việc kiểm soát bóng và những pha ban bật quãng ngắn. Tuy nhiên, phân tích sâu hơn, đòn phản công chỉ là lối đánh phát huy được ưu điểm của từng cá nhân tại Hoàng Gia Lai. Đó chính là những đường truyền của Lương Xuân Trường, khả năng dê dắt và kiến tạo của Công Phượng và Minh Vương hay tốc độ của Văn Thanh, Hồng Duy và đặc biệt là Văn Toàn. Nên nhớ rằng, các trụ cột nội của Hoàng Gia Lai không hề xa lạ với những pha chuyển trạng thái chớp nhoáng đã được huấn luyện viên Park Hang-seo mài giũa tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thế nên, Hoàng Gia Lai không có miếng đánh cổ lỗ sĩ mà đa số các đội bóng tại V-League đang áp dụng, đó là câu bổng vào giữa cho tiền đạo ngoại biên cao to, độc lập tác chiến, đánh đầu, tì người hoặc dứt điểm luôn. Lối chơi của Hoàng Gia Lai dựa trên các pha bật tường nhanh trên khắp mặt sân và những đường truyền vượt tuyến, xuyên tuyến ngay giữa trung lộ. Bởi sự hài hòa như vậy, Hoàng Gia Lai của Kiel Tisak là đội bóng có tỷ trọng phụ thuộc vào các chân sút ngoại là cực kỳ thấp. Không phủ nhận những đóng góp đáng kể của Washington Brandao trong 10 vòng đấu vừa qua, nhưng tiền đạo này cũng mới chỉ có 2 pha lập công, trong khi bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn đã đóng góp tổng cộng 11 bàn thắng cho Hoàng Gia Lai. Phượng thì 5 lần nở hòa, còn Toàn thì 6 lần lỗ súng, chiếm quá nửa số bàn thắng của đội bóng Phú Núi. Một điểm nhấn không thể bỏ qua khác trong thành công của Hoàng Gia Lai, đó là những pha làm bàn từ sút xa. Từ đầu mùa giải thì Hoàng Gia Lai đã có 4 bàn thắng được thực hiện từ ngoài vòng cấm, chiếm 17% số bàn thắng từ sút xa của cả V-League 2021. Điều đáng nói, những bàn thắng này đều rất đẹp mắt và đều được thực hiện bởi những cầu thủ nội.
Mới đây nhất chính là tuyệt phẩm của Lương Xuân Trường trong trận cầu được ví như siêu kinh điển của bóng đá Việt Nam giữa Hoàng Gia Lai và Hà Nội FC. Đi bóng ở trung lộ trong tư thế khá thoải mái, Xuân Trường bất ngờ tung ra cú sút ở khoảng cách 25m, cự ly tương đối xa so với thể trạng và trình độ của cầu thủ V-League. Bóng từ chân của tiền vệ tổ chức bên phía Hoàng Gia Lai lao đi như một quả rocket, găm thẳng vào góc chữ A trong phản ứng gần như để lấy lệ của thủ thành đối phương. Trước đó ở vòng 8 trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng, Văn Toàn cũng đem về một bàn thắng cho Hoàng Gia Lai với cú sút xa rất bất ngờ từ cự ly chừng 30m. Khoảng cách tưởng chừng như không tưởng với một tiền đạo chuyên chấp thời cơ trong vòng cấm như Văn Toàn. Công Phượng tuy có kỹ năng sút xa tốt hơn Văn Toàn nhưng siêu phẩm của tiền đạo này tạo ra vào lưới của Viettel tại vòng 5 cũng ít ai ngờ tới. Nhận bóng từ chính Văn Toàn ở check bên phía cánh phải, hướng tấn công của Hoàng Gia Lai, Phượng đi bóng cắt vào trong rồi bất ngờ nở hoa bằng cú cớ lòng chân trái ZD, chân không thuận đưa bóng vào góc xa sau một quỹ đạo nằm ngoài tầm với của thủ thành đối phương. Bàn sút xa còn lại của Hoàng Gia Lai thuộc về Minh Vương trong trận gặp Nam Định ở vòng 9. Đó cũng là một pha làm bàn đẹp mắt khi tiền vệ của Hoàng Gia Lai đón lõng ở tuyến 2 trong một tình huống đá phạt. Bóng bật ra và Minh Vương vô lê một chạm hóc hiểm không cho thủ môn đối phương có một cơ hội để cản phá. Ngoài những điểm chung giàu tính giải trí như đã nêu là đều đẹp mắt và được thực hiện bởi những ngôi sao của đội tuyển quốc gia, các pha sút xa thành bàn của Hoàng Gia Lai còn rất giá trị về mặt chuyên môn. Đầu tiên, đó đều là những bàn thắng mang ý nghĩa then chốt trong các trận đấu của Hoàng Gia Lai. Cụ thể là 3 trên 4 bàn thắng là bàn mở tỷ số, trong đó siêu phẩm của Xuân Trường là bàn thắng duy nhất trong trận đại chiến giữa Hoàng Gia Lai và Hà Nội FC. Tiếp đến, tính bất ngờ của những pha sút xa của thủ Hoàng Gia Lai thực hiện là rất cao. Các cú sút của Xuân Trường và Văn Toàn đều có cự ly rất xa, còn cú sút của Công Phượng lại được thực hiện bằng chân không thuận. Điều đó cho thấy cao thủ Hoàng Gia Lai đã trở nên tự tin hơn rất nhiều dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiệt Tỷ Sắt. Trong khi đó, về kỹ năng hay phẩm chất, họ dĩ nhiên là có. Ngoài ra, việc hướng tấn công chủ yếu của Hoàng Gia Lai nằm ở trung lộ cũng tạo điều kiện cho những họng pháo như Xuân Trường, Công Phượng hay Minh Vương tác xạ từ xa. Chỉ có ở trung lộ người ta mới sút xa, chứ chẳng ai điên rồ sút bóng từ hai biên. Tất nhiên, pháo bắn từ trên núi âu cũng là điều hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, đừng quên nổ một tràng pháo like thật mạnh mẽ, thật quyết liệt cho những thành công của Hoàng Gia Lai tính thời điểm hiện tại. Chưa thể biết được họ có vô địch hay không, nhưng rõ ràng cách họ thi đấu đang khiến cả V-League phải nể phục. Còn bây giờ là thời điểm chúng ta chia tay nhau ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại ở những video tiếp theo. Ronaldo! Tuyệt vời! Văn Toàn vẫn là người, không phải người ghi bàn, là Minh Vương. Một tình huống thoát đi rất nhanh của Văn Đào và Minh Vương đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đem lòng cận thành. Một tình huống phối hợp tốt của cầu thủ Hoàng Gia Lai. Văn Thanh, tốc độ của những đợt lên biên luôn được duy trì tốt bởi Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy. Đưa vào, sút bóng. Người dứt điểm là Công Phượng. Và dứt điểm một chạm gọn gẽ đưa trái bóng về phía góc xa. Và lập công thứ 15 của cầu thủ Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Tạo áp lực đối phương cũng như là hỗ trợ đồng đội ghi bàn chứ không phải là một sát thủ ghi bàn. Văn Toàn! Tuyệt vời! Văn Toàn vẫn là người hùng của Hoàng Gia Lai, là người hùng của sân vận động Preco. Một lần nữa số 9 thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình trong những thời điểm quan trọng. Một lần nữa Brandao có được một pha xử lý tốt, những pha phối hợp rất nhịp nhàng của các thủ Hoàng Gia Lai. Brandao đang có những phút giây thi đấu tương đối hiệu quả khi anh dạt ra bên phía cánh trái. Công Phượng. Đường chuyền của Văn Thanh. Và vẫn là như vậy, vẫn là pha đường quen thuộc giống như trên sân vận động hàng đấy. May mắn có thể không đứng về phía cầu thủ mang áo số 9, nhưng Công Phượng đã giúp cho người đồng đội làm trọn vẹn hơn pha bóng vừa rồi. Hoàng Gia Lai vừa lên dẫn 1-0. Lại là Công Phượng. Bàn thắng thứ hai của số 10 ở V-League 1 2021. Xuân Trường. Đập nhả khá hay. Trường của Văn Toàn. Ronaldo! Và đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ sân Pleiku. Sự hưng phấn đang dâng cao trong đội hình của Hoàng Gia Lai. Ít nhất là trong khoảng 5 phút vừa rồi thì đó là hình ảnh mà người ta muốn thấy từ Hoàng Gia Lai.
Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Brandao. Nhưng đây là một đường chuyền quá sắc bén của Văn Toàn. Bóng đi xoáy và đúng vào đà di chuyển của Brandao, loại bỏ hai cầu thủ Topeland Bình Định và đặt trung phong của đội chủ nhà vào thế đối mặt với thủ môn Minh Hoàng.